同学们好，我是金银。xin chào các bạn, mình là Kim Ngân. 今天我们学第四课。hôm nay chúng ta sẽ học bài bốn. 他总是笑着跟客人说话。他总是笑着跟客人说话。cô ấy lúc nào cũng tươi cười khi nói chuyện với khách hàng. Ở đây chúng ta có thấy một từ rất là quen thuộc mà hôm trước chúng ta đã học ở phần ngữ pháp không nhỉ? Đấy chính là trợ từ động thái trợ. Trợ từ động thái. Trợ từ động thái là gì? Tức là nó làm sao? Bổ nghĩa cho trạng thái của động từ. Nó nhấn mạnh cho trạng thái của động từ. Hôm trước thì chúng ta đã học cấu trúc gì nhỉ? Động từ cộng với trợ. Dùng để biểu thị sự tồn tại hay là dùng để nhấn mạnh cái trạng thái tĩnh của động tác. Ví dụ, ở chua giờ sảng phang trở hấn tua ỉn liệu. Trên bàn đặt rất nhiều đồ uống, đúng không nào? Thế thì cái phang trở tức là dùng để nhấn mạnh gì nhỉ? Sự tồn tại của những cái đồ uống nó tồn tại ở trên bàn. Hay là nhấn mạnh cái trạng thái tĩnh của cái động từ là phang, là đặt hay là để. Hôm nay chúng ta sẽ học từ trợ từ động thái trợ mang một cái ý nghĩa khác và một cái cấu trúc khác. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần ngữ pháp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài 1. Khử huấn y. Bài hội thoại đầu tiên, số 1. Zài jiào shì. Jiào. Jiào chính là gì nhỉ? Giảng dạy. Shì chính là căn phòng. Jiào shì. Suy ra jiào shì là gì? Phòng học. Zài jiào shì. Ở trong lớp học hay là ở trong phòng học. Rồi, đến với phần từ mới luôn. Bì sài. Danh từ cuộc thi. Được chưa? Danh từ cuộc thi. Họ. Bì viết như nào đây? Chính là bộ tỷ, có nghĩa là cái thi à? Hai bộ tỷ, đúng không nào? Hai bộ tỷ. Bộ tỷ bên trái thì bé hơn bộ tỷ bên phải. Một cái nhỏ, một cái to. Biểu thị sự so sánh, đúng không nào? Rồi tiếp theo từ sải thì chúng ta sẽ có bộ miên. Ngang ngang, hai sổ, ngang dài. Tiếp theo chúng ta có bộ bát. Và cuối cùng là bộ bối. Bộ bối có nghĩa là gì? Chỉ vỏ so. Hay là những cái liên quan đến tiền bạc, những đồ có giá trị thì sẽ có bộ bối này. Rồi từ sai này thì chúng ta sẽ bị nhầm với cái từ. Đây, từ này. Rồi, nào, hai từ này khác nhau ở đâu nhỉ? Khác nhau ở đâu? Chính là khác nhau ở cái bộ. Một cái là bộ bối và một cái là bộ thổ, đúng không nào? Từ bên dưới chúng ta đọc là sai, có nghĩa là chen chúc hay là nhồi nhét. Được chưa? Là động từ sai. Đó, còn bên trên là sai, trong từ bị sai là cuộc thi. Rồi, bị sai cuộc thi. Họ, thế thì chúng ta có cuộc thi gì? Ví dụ cuộc thi chú chiếu bị sai. Thi đấu bóng đá, tôi bảo. Họ, từ số 2, trào phiện, danh từ tấm ảnh hay bức ảnh. Trào phiện, từ này viết thế nào đây? Trào phiện, nhật này. Tiếp theo, đao. Bên dưới là bộ khẩu. Cuối cùng chúng ta có bộ chấm hỏa. Bốn dấu chấm. Rồi từ phiện, phẩy, sổ, trên trước dưới sau. Cuối cùng là ngang gập. Trào phiện, tấm ảnh hay là bức ảnh. Ảnh của tôi thì chúng ta nói như thế nào? Của tớ, trào phiện. Ảnh của tôi. Của tớ. Của tớ. Trào phiện. Hơi xấu một chút. Chấm hỏa, của tớ trào phiện. Ảnh cả gia đình. Ảnh cả gia đình. Thì chúng ta có từ gì nhỉ? Chuyến gia trào phiện. Rồi, ảnh cả gia đình thì chúng ta có từ chuyến gia trào phiện. Ảnh cả gia đình hay ảnh của bạn. Hay sẽ là bạn hữu tớ trào phiện. Được chưa nhỉ? Rồi, đấy là từ ảnh. Thế còn động từ chụp ảnh thì là gì? Chính là cái từ này luôn. Từ chào chính là động từ chụp ảnh. Chào. Chào, động từ chụp ảnh. Thế nếu chúng ta muốn hỏi là bức ảnh này chụp ở đâu vậy? Bức ảnh này chụp ở đâu vậy? Thì chúng ta sẽ có câu gì nhỉ? Chữ trang chào phiền. Chữ trang. Đây, chúng ta có từ trang chính là lượng từ của bức ảnh. Bộ cung này. Tiếp theo là từ, từ gì? Từ trang chúng ta đã học đúng không? Trở trang là cái bức này. Trào phiện
Rồi, chụp ở đâu? Ở đâu? Trạng ngữ chỉ nơi chốn sẽ đứng trước động từ. Họ tại nọ. Ở đâu? Nhớ là nọ, uốn lưỡi được chưa? Trào. Tại nọ trào. Tỏ. Chụp ở đâu vậy? Được chưa? Tại nọ trào tỏ. Được chưa? Nhấn mạnh. Tại nọ trào tỏ. À, chụp ở đâu vậy? Rồi. Đấy là từ trào hiện danh từ bức ảnh và động từ trào có nghĩa là chụp ảnh. Tiếp theo, từ số 3 chúng ta có nén chí, danh từ có nghĩa là năm, nén chí. À, năm 1 sẽ là y nén chí. Tôi là sinh viên năm 1, 我是一年级的学生, 我是一年级的学生, là sinh viên năm 1, được chưa? Rồi, từ nén dễ rồi đúng không? Đây là từ nén, còn từ chí thì chúng ta có bộ mịch. Tiếp theo, ngang gập, phẩy. Ngang gập và mác. Nén chí, năm được chưa? 我是一年级的学生. Tôi là sinh viên năm 1. 我是一年级. Chúng ta viết ví dụ vào vở nhé. 学生, 我是一年级的学生. Tôi là sinh viên năm 1. Tôi là sinh viên năm 2. Thay y bằng 2. 我是二年级的学生. Tôi là sinh viên năm 3. 我是三年级的学生. Tôi là sinh viên năm 4. 我是四年级的学生. Được chưa? Rồi, cái cụm 一年级的学生, sinh viên năm 1, thì chúng ta có thể viết tắt thành là 大一. 大一, 大 chính là viết tắt của từ 大学, đại học. Và y chính là 1, được chưa? 大一 có nghĩa là sinh viên năm 1, 大二 sinh viên năm 2, 大三 sinh viên năm 3 và 大四 sinh viên năm 4, được chưa nào? Đây là từ niên chí. Tiếp theo từ số 4 chúng ta có gì? Phó từ 又 có nghĩa là lại một lần nữa. À, nó sẽ dùng để nó là trạng từ đứng trước động từ để chỉ lặp sự lặp lại của hành động. Tức là hành động này trước đó đã xảy ra rồi, đã xảy ra rồi và xảy ra nhiều lần rồi. Và bây giờ lại lặp lại một lần nữa thì nó gọi thì chúng ta sẽ có nhiều cộng với động từ. Ví dụ nhá. Ví dụ chúng ta có từ gì nhỉ? Tha yêu lái lọ. Tha yêu lái lọ. Anh ấy lại tới rồi. À, chúng ta có lái là động từ tới. Tha yêu lái lọ. Anh ấy lại tới rồi, đúng không nào? Hay là tha yêu bù thinh hoa lọ. À, tha yêu bù thinh hoa. À, thinh hoa có nghĩa là nghe lời. Hoa có nghĩa là lời và thinh là nghe mà. Thinh hoa nghe lời. Bù thinh hoa là không nghe lời. Tha yêu bù thinh hoa lọ. À, anh ấy lại không nghe, là không nghe lời rồi. Hay là à, thường là nói trẻ con đúng không? Cái đứa trẻ này lại không nghe lời rồi. Đó là từ yêu. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ học một cái cấu trúc mà liên quan đến từ yêu. Đây chính là cấu trúc. Rất là dễ thôi. Rồi, đấy là cấu trúc. Yêu tính từ cộng với yêu tính từ. Vừa cái này, vừa cái kia. Ví dụ, 这个西瓜又大又甜. Ở đây chúng ta có tính từ 大 là to, 甜 là ngọt. À, chúng ta còn nhớ từ 甜 đã học không nhỉ? Từ 甜 thì có bộ 甜 và bộ cam, nghĩa là ngọt. Rồi, 这个西瓜, cái quả dưa hấu này, 又大又甜, vừa to, vừa ngọt. Câu 2, 外边又黑又冷. 外边, bên ngoài, 又黑又冷, vừa tối. Khây là tối hay là màu đen luôn nhá. Khây sữa là màu đen luôn. Yêu khây yêu lỏng, vừa tối vừa lạnh. Từ lỏng thì chúng ta có bộ gì đây? Bộ băng. Rồi bộ băng. Thấy chưa? Để chỉ băng, băng giá đấy. Rồi lỏng, rấn này, chấm này, ngang gập, chấm. Rồi câu 3, phục vụ viên yêu niên chính yêu hiệu lẻ. Nhân viên phục vụ vừa trẻ vừa đẹp. Chúng ta có tính từ niên chính,
là trẻ, đấy nhá. Nén là tuổi mà, nén chiêng là trẻ nhá. À, từ chiêng chúng ta đã học ở trong quyển giáo trình Hàn ngữ 1 đúng không? Từ chiêng có nghĩa là gì nhỉ? Nhẹ đúng không? 我的箱子很轻, cái vali của tôi rất nhẹ, chúng ta còn nhớ không nào? Rồi, chiêng là nhẹ đúng không nhỉ? Thế thì trong cái cụm này nén chiêng nó có nghĩa là trẻ tuổi, ít tuổi đấy. Rồi, theo là thì là xinh đẹp rồi. Yêu nén chiêng, yêu theo là vừa trẻ vừa xinh đẹp. Rồi, phục vụ viên thì danh từ phục vụ nhá. Rồi, câu 4, ta công tổ, yêu rên chân, yêu rửa chiêng. À, ở đây chúng ta có thấy phát hiện từ sai không nhỉ? À, từ yêu của chúng ta viết nhầm thành từ yêu rồi. Đây, cả lớp sửa lại cho cô nhá. Đấy là từ yêu này. Tha công tổ, yêu rên chân, yêu rửa chiêng. Cô ấy làm việc vừa chăm chỉ lại vừa nhiệt tình. Rên chân là chăm chỉ và rửa chiêng là nhiệt tình. À, từ rửa, rửa có nghĩa là nóng đúng không? Ừ, thế thì chiêng, còn chiêng thì chỉ là tâm trạng, tâm tình, tình cảm ấy. Rửa chiêng thì có nghĩa là nhiệt tình nhá. Ừ. Hay là tha yêu rên chân, yêu nỗ lực. À, vừa chăm chỉ lại vừa nỗ lực. Yêu rên chân, yêu nỗ lực, được chưa nào? Nỗ lực. 现在我们开始读课文. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc bài hội thoại nhé. 在教室, trong phòng học. Đây là đoạn hội thoại giữa bạn Xiao Ming và bạn Má Khở. Xiao Ming nói: 这是你们比赛的照片吗? 这是你们比赛的照片吗? 记得要跟我读啊. 是, 这是我们比赛后照的。 照得不错,你们都是一个年级的吗? 不是,那个,还有那个,又高又漂亮的女孩是二年级的。旁边那个拿着书笑的人是谁? 那是我。好,这一次我们一边读一边翻译。lần tiếp theo, chúng ta sẽ vừa đọc và vừa dịch. 这是你们比赛的照片吗? Câu này nghĩa là gì đây? Đây là bức ảnh các bạn chụp sau cuộc thi à, đúng không? Ở đây, 照片 là bức ảnh, 比赛 là cuộc thi. 好, 这是, đây là 你们, các bạn, 比赛的照片, tức là bức ảnh của cuộc thi, đúng không nào? 比赛 chỉ là định ngữ thôi, định ngữ bổ ngữ cho cái danh từ 照片, bức ảnh gì? Là bức ảnh ở cuộc thi hay là bức ảnh của cuộc thi, đúng không nào? 是, đúng vậy. 这是, đây là 我们比赛后照的. 好, 比赛后, tức là sau cuộc thi. Thế thì bị trước cuộc thi là gì nhỉ? 比赛前. Chúng ta có từ trước cuộc thi là 比赛前, bộ nguyệt và bộ đao. 比赛前, trước cuộc thi. 好, 比赛后 là sau cuộc thi. 照, động từ chụp. 照片 thì là danh từ bức ảnh, còn 照 thì là động từ chụp, lúc nãy chúng ta vừa học. 这是我们比赛后照的. Đây là bức ảnh mà chúng tôi chụp sau cuộc thi. 照得不错. 照得不错. Bổ ngữ trạng thái, chụp rất tốt. 不错 là gì? Không tồi hay không tệ. Thì có nghĩa là chụp rất là tốt, chụp rất là đẹp. 你们都是一个年级的吗? À, 都是, đều là. 你们都是, các bạn đều là. 一个年级, 年级 là năm. 一个年级, tức là các bạn đều là cùng một năm, tức là các bạn đều là sinh viên năm mấy đấy, tức là cùng khóa đấy, thì nó gọi là 你们都是, à, cùng gọi là gì nhỉ? Cùng khóa. 你们都是一个年级的吗? À, các bạn đều có, đều là sinh viên năm mấy đấy, tức là đều cùng khóa, đúng không? 不是, không phải. 那个, hay là 那个, à, cái người đó đấy. 又高又漂亮, vừa cao, vừa đẹp. Tên nữ hải. Nữ hải là cái bạn nữ, đúng không nào? 是二年级的. À, 二年级 là năm 2. 是二年级的. À, là sinh viên năm 2 đấy. Ừ. Trong cái câu này thì chúng ta sẽ dịch cái gì trước đây? Dịch danh từ sau tờ trước. Còn tất cả những cái phía trước tờ thì nó gọi là định ngữ. Chúng ta sẽ dịch ở phía sau. Rồi. Cái người mà làm sao? Cái người con gái mà. 又高又漂亮, vừa cao, vừa đẹp đấy. 是二年级的, là sinh viên năm 2. 旁边, 旁边, tức là bên cạnh. 旁边那个, cái người bên cạnh. 拿着书笑的人是谁? Đây, câu này cũng thế, chúng ta sẽ dịch danh từ人 trước. Cái người bên cạnh, cái người mà cầm một quyển sách và 笑着, và cười, 是谁, là ai?
Na shi wo. Na, đó, shi wo, đó là tôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem câu hỏi trong bài này, trong đoạn hội thoại này của chúng ta là gì. Sau đó chúng ta sẽ nghe băng và trả lời câu hỏi nhé. Na zhang zhao pian shi shenme shi hou zhao dao? Na zhang zhao pian shi shenme shi hou zhao dao? Na zhang zhao pian, bức ảnh đó, shi shenme shi hou zhao dao? Chúng ta có cấu trúc shi de dùng để nhấn mạnh thôi, đừng quan tâm đến nó làm gì. Shenme shi hou zhao dao? Shenme shi hou, khi nào, zhao dao, khi nào chụp đấy. Rồi câu 2, zhao pian li ma ke zai zuo shenme? Zhao pian li ma ke zai zuo shenme? Zhao pian li, trong bức ảnh, ma ke, tên riêng, zai zuo shenme? Zai, phó từ, đang, đúng không nào? Đang, đang làm gì? Zai zuo shenme, đang làm gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng và trả lời nhé. 课文 1, 在教室. Text 1, in the classroom. 这是你们比赛的照片吗? 是, 这是我们比赛后照的。 照得不错, 你们都是一个年级的吗? 不是, 那个又高又漂亮的女孩是二年级的。 旁边那个拿着书笑的人是谁? 那是我。 好, 现在同学们可以回答了,对吧? 没错,我们可以回答了,对吧? câu 1. Na zhang zhao pian shi shenme shi hou zhao de? Cái bức ảnh đó khi nào chụp thế? Chúng ta có đáp án là gì đây? Zhao pian shi bǐ sài hou zhao de. Chứ là shang miàn wǒ men gāng dú le. Jiù shì zhì yī jù, zhè shì wǒ men bǐ sài hou zhao de a. Chụp sau cuộc thi. Zhao pian shi bǐ sài hou zhao de. Rồi, 照片里, 马克在做什么? Trong bức ảnh thì, 马克 đang làm gì? Đây, bạn Tiểu Minh, bạn ấy hỏi là gì nhỉ? 旁边那个拿着书笑的人是谁? Cái người mà cầm sách và cười ở bên cạnh đấy là ai? Thế thì, 马克 có số, à, 马克 nói là, 那是我, đó là tôi. Thì suy ra là, 马克在做什么呢? 马克 đang làm gì nhỉ? 他拿着书笑, 拿着书笑, hay là 他笑着拿书. Đó, 马克拿着书笑, tức là cầm sách và cười. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài hội thoại số 2. Khuẩn 2, tại giáo sư. Vẫn là tại giáo sư, vẫn là ở trong phòng học. Phần từ mới chúng ta có từ tí ủ của sân sứ, từ mới số 5. Thông minh, thông minh là tính từ thông minh. Thông minh, từ này viết như thế nào đây? Từ thông chúng ta có bộ nhĩ, gọi là cái tai, đúng không nào? Rồi, bên cạnh là biểu âm, là chữ tổng. Từ này đọc là tổng, dùng để biểu âm. Đó. Bên trên thì chúng ta có bộ bát ngược và bên dưới bộ khẩu. Cuối cùng là bộ tâm nằm. À, thông, miếng, miếng, minh mà, sáng mà thì sẽ có gì? Mặt trời, nhật và nguyệt. Đúng không nào? Nơi mà có cả mặt trời và mặt trăng thì là miếng lẻng đúng không? Rất là sáng đúng không? Thông miếng là thông minh, sáng sủa đấy. Rồi. Rồi, từ số 6. Rửa chiếng, à, nhiệt tình. Nhiệt tình. Hôm nay, lúc nãy chúng ta vừa học rồi đúng không? Rửa. Tẩy gậy này. Ngang. Số 9 này, một nét chấm này. Rồi bên dưới là bộ chấm họa. Rồi, từ chiếng, tình mà, tình cảm sẽ có bộ tâm. Và đây là bộ tâm đứng. Tiếp theo. Từ chiêng bên cạnh để biểu thanh. Rửa chiếng, nhiệt tình. Họ. À, tha yêu thông minh, yêu rửa chiếng. À, vừa thông minh lại vừa nhiệt tình. Rồi, từ số 7 chúng ta có gì? Tính từ nủ lị. Nỗ lực, nỗ lực đúng không? Nỗ lực chúng ta có bộ gì đây? Bộ nữ. Và bộ hữu là cái tay, thấy chưa? Tiếp theo bên dưới là chúng ta có bộ lực. À, đây là từ kết cấu trên dưới vì thế mà. Mặc dù là bên trên có hai bộ đấy nhưng mà chúng ta sẽ viết nhỏ lại thôi. Và để cho cái phần bên trên và cái phần bên dưới nó to bằng nhau đấy nhá. Tiếp theo là từ lì ở bên cạnh. Nỗ lì, nỗ lực mà. Nỗ lực phải dùng sức mà. Sẽ có bộ lực ở đây, đấy chưa? Nỗ lì là nỗ lực và cố gắng. À, tha yêu thông minh yêu nỗ lực, đã thông minh lại còn nỗ lực đúng không? Vừa thông minh vừa nỗ lực, nỗ lực. Tha hấn nỗ lực, anh ấy rất là cố gắng. Hay là xiang yao chong công, yao yue nỗ lực, muốn thành công thì phải làm sao? Yue nỗ lực, à, nỗ lực hơn. Hay từ số 8, tổng sợ, à, luôn luôn, tổng sợ, luôn luôn. Đây, chúng ta thấy từ này quen không? Từ tổng này, đó chính là phần âm đọc của từ thông minh. Rồi, từ tổng viết như thế nào đây? Bộ bát ngược này, bộ khẩu này, bên dưới là bộ tâm, tổng,
à, âm mới là tổng, tổng trong từ gì, tổng giám đốc, à, tổng tổng tài, tổng giám đốc đấy. Rồi còn từ sự là thì dễ rồi. Rồi từ số 9, động từ hồi tá là trả lời. Hồi tá, lão sư vấn, thông xuyên mến, hồi tá. Giáo viên hỏi và các bạn học viên thì, các bạn học sinh thì trả lời. Đó là từ hồi tá, à, từ hồi chính là trong cái là cái động từ hồi, động từ trở về đấy, đúng không? Còn tá thì chúng ta có gì đây? Hay bộ, à, bộ trúc này, bên dưới chúng ta có bộ nhân, bốn ngang và bộ khẩu, được chưa? Hồi tá mà, thì phải dùng miệng thì thế mới sẽ có bộ bộ khẩu ở đây. Hồi tá, hồi tá, ừ. Trả lời hay là hồi đáp đấy. À, chúng ta có biết bộ phim là Lời Hồi Đáp không? Lời Đáp năm 19 bao nhiêu nhỉ? Cô quên rồi. Đó, thì chính là cái từ này, hồi tá, hồi đáp đấy. Từ số 10 chúng ta có động từ trạn, đứng, đứng, đứng. Đứng vì thế mà chúng ta sẽ có bộ lập. Bộ lập có nghĩa là thẳng đúng không? Đứng thì phải đứng thẳng đúng không? Trạn, rồi bên cạnh là biểu âm. Đó, từ này là trạn, có nghĩa là đứng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần hội thoại. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc lại, à, trước khi chuyển sang phần hội thoại, chúng ta sẽ đọc lại từ mới một lần nữa. Thông minh, thông minh, thông minh. 这个孩子很聪明. Cái đứa bé này rất là thông minh, rất là thông minh. Họ, 热情, nhiệt tình, 热情. 他很热情. Anh ấy hay là cô ấy rất là nhiệt tình giúp đỡ đấy. Hay câu 7, 努力, 努力, nỗ lực. 要成功. Yao, yue nu li, muốn thành công thì phải nỗ lực hơn. Hay câu 8, zong shi, zong shi, luôn luôn hay là cứ, à vì nó là gì, phó từ, nên là nó sẽ đứng làm sao, bổ nghĩa cho động từ, đúng không nào? Ờ, ta zong shi chao xiao wo, anh ta hay là cô ta thì cứ hay là luôn luôn cười nhạo tôi, hay là ta zong shi, yi bian chi fan, yi bian kan dian shi, anh ta hay là cô ta thì luôn luôn hay là suốt ngày hay là cứ vừa ăn cơm vừa xem tivi, đúng không nào? Rồi từ số 9, hồi tá, trả lời. Họ, tha bù hồi tá wo, à, không trả lời tôi. 10, zhàn, zhàn là đứng. Nǐ zhàn zài nǎ, à, bạn đứng ở đâu đấy? Wǒ zhàn zài zhè, à, tôi đứng ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần hội thoại. À, dám mấy chỉ tú nhá, cùng nhau đọc nhá. Xiao Gang và thống xuế. Xiao Li, ở trong đây có hẳn ba bạn cơ, ba nhân vật cơ. Rồi, nǐ jue de Xiao Hong zěmeyǎng? Nǐ jue de Xiao Hong zěmeyǎng? Tā you cóngmíng, you rěqíng, yě hěn nǔlì. Wǒ kàn tā zǒng shì xiào zhě huí dǎ lǎo shí de wěn tí. 他对每个人都笑，也常常对我笑。 你是不是喜欢他呀？ 喜欢他的人太多了，你看那些拿着鲜花站在门口的，都是等他的。 Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc lần hai và dịch. 你觉得小红怎么样? Bạn 觉得, cảm thấy, 小红, à, tiểu hồng, 怎么样? Thế nào? 她又聪明又热情, cô ấy vừa thông minh, lại vừa nhiệt tình. 也很努力, cũng rất nỗ lực, cố gắng hay là nỗ lực. 我看, 我看她, tức là tôi nhìn cô ấy, tức là đánh giá đấy. 我看, tức là theo tôi thấy đấy. 我看她总是, à, thà, cô ấy luôn luôn. 笑着回答老师的问题, 回答 là trả lời, 老师的问题 là câu hỏi của giáo viên. 他总是笑着回答老师的问题, cô ấy luôn luôn cười khi trả lời các cái câu hỏi của giáo viên, tức là kiểu trả lời một cách rất là tự tin đấy, à, tự cười để trả lời. 同学 này, 他对每个人都笑, à, 对每个人都笑, tức là đối với ai đó thì đều làm gì đó. 他对每个人都笑, tức là cô ấy cười với tất cả mọi người. 也常常对我笑, cũng làm sao? Thường cười với tôi, được chưa? 你是不是喜欢他呀? À, có phải là bạn thích cô ấy không? 喜欢他的人, người thích cô ấy, 太多了, nhiều lắm. 你看,
您先那些拿着鲜花站在门口的啊，những cái người mà拿着鲜花cầm hoa tươi rồi站在门口，站在门口，站 là gì？ Đứng， đứng ở cửa， 都是等他的啊，都是等他的， đều là đợi cô ấy， được chưa？ 都是等他的， đều là đợi cô ấy đấy。 Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem phần câu hỏi trong bài này của chúng ta là gì nhé？ 喜欢小红的人多不多？他怎么样？ Câu này chúng ta bị lỗ mất đáp án rồi， rồi。喜欢小红的人多不多？他怎么样？người thích tiểu hồng tua bù tua nhiều không? Tha zhe me yang? À, tiểu hồng như thế nào? Là người như thế nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng người Trung Quốc đọc nhé. Và chúng ta sẽ nhìn và đọc theo. 课文二，在教室。Text 2. In the classroom. 你觉得小红怎么样？她又聪明又热情，也很努力。我看他总是笑着回答老师的问题。他对每个人都笑，也常常对我笑。你是不是喜欢他呀？喜欢他的人太多了。你看那些拿着鲜花站在门口的，都是等他的。好，那同学们觉得这个答案对吗？ Thế chúng ta cảm thấy là cái đáp án này đã đúng chưa nhỉ?Rồi chúng ta cùng xem nhé, 喜欢小红的人多不多, người mà thích tiểu hồng có nhiều hay không? Tha zhe me yang, cô ấy như thế nào? Rồi người mà thích tiểu hồng có nhiều không nhỉ? À. Rồi, hẳn tua, đúng không? Đây, 喜欢他的人太多了. Đây chúng ta sẽ lấy cái đáp án ở câu cuối cùng này. 太多了, người mà thích cô ấy nhiều lắm rồi. Đó thì, 喜欢小红的人很多, người mà thích tiểu hồng rất là nhiều.他怎么样？刘红là một người như thế nào mà khiến cho nhiều người thích như thế nhỉ? 他对每个人都笑。好，他对每个人都笑。Cô ấy cười với tất cả mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài hội thoại số 3. 在超市门口，在超市门口，ở cửa siêu thị. 嗯，超市 chính là siêu thị. 门口 là cửa là chứ. Môn bộ môn và bộ khẩu đúng không nhỉ?Khẩu là miệng, là tức là cái cửa đấy. Rồi, từ mới số 11, chúng ta có tính từ ửa, có nghĩa là đói. Từ này rất là dễ viết thôi, tại vì sao? Tại vì nó có một, đầu tiên là phẩy ngang gập, sổ móc đây là bộ thực, liên quan đến đồ ăn, thức ăn, đúng không nào? À, chúng ta có từ gì cũng có bộ này nhỉ? Từ gì đây? Phản, được bảo, phản, cơm. Rồi, tiếp theo.Phần bên phải của nó chính là từ ủa. Có phải từ ủa không? Chính là từ ủa đấy. Đúng nào? Đó, thế từ ủa chính là bộ thực ghép với từ ủa. Nói là đói. À, hầu ủa, đói quá. Hầu ủa. Hầu, được chưa? ủa. Hầu ủa, đói quá. Được chưa? Hay là nỉ ủa mà.Nỉ ưa mà, bạn có đói không? Úa, hảo ưa, hay là úa, khẩn là ưa. Tôi đói, tôi rất đói. Câu 12, từ số 12, 超市, 超市, danh từ siêu thị, 超市. Thế đó các bạn biết siêu nhân chúng ta có gì? À, ghép từ 超, siêu với từ 人, nhân, là chúng ta có từ siêu nhân, 超人, đúng không? Rồi, 超市 là siêu thị. Ờ, viết như nào đây? Từ 超 thì chúng ta có bộ gì đây? Tẩu.Rồi, tiếp theo, bộ đào và bên dưới là bộ khẩu, từ sư, bộ đầu, sổ, ngang gập, là sổ, bộ cân, được chưa? Ừ, bộ đầu và bộ cân. Rồi, chào sư, siêu thị, sư, chính là gì nhỉ? Thị, thị trong gì? Thành thị, đúng không nào? Rồi, tiếp theo từ số 13, tàn cao là danh từ bánh ngọt. Tàn cao, từ này nhìn hơi phức tạp đúng không? Nhưng không sao, rất là dễ biết thôi, từ tàn trong từ...trứng à trong từ chi tàn đấy trứng gà đấy đầu tiên là chúng ta có bộ gì bộ sơ ngang móc này ngang sổ này phẩy mác bộ sơ có nghĩa là cái chân rồi bên dưới là bộ trùng sổ đến đây thì giống từ trung trong từ Trung Quốc rồi đúng không ngang và chấm đây là bộ trùng hay là côn trùng hay là ấu trùng thì đấy thì đây là bộ trùng được chưa rồi tiếp theo từ cao thì có bộ mễ bộ mễ tiếp theo
chấm phẩy, ngang ngang, sổ ngang, và cuối cùng bên dưới chúng ta có bộ chấm chấm hỏa, đúng không? Chấm hỏa 1, 2, 3, 4, nhớ là chấm hỏa nó chỉ ở cái bên bên phải thôi nhá. Rồi, tảng cao là gì? Bánh ngọt thì làm, nó sẽ có trứng mà đúng không? Nó sẽ có trứng mà, là bánh ngọt thì phải có trứng, nếu không có trứng thì sẽ không thành bánh ngọt. Đó, vì thế mà chúng ta gọi bánh ngọt là tảng cao. Họ đọc lại một lần nữa nhá. Ưa, đói, hầu ưa, đói quá. Thay ưa là, đói quá. Nì ưa mà, bạn đói không? Hay là chào sự, siêu thị. Nì chuy chào sự mà, bạn có đi siêu thị không? Nì cân ủa chuy chào sự mà, bạn có đi cùng tôi tới siêu thị không? Hay là bạn có đi siêu thị cùng tôi không? Họ tảng cao, à, bánh ngọt. Bánh ngọt, nì chỉ khoan chứ tảng cao mà, bạn có thích ăn bánh ngọt không? Họ thế còn bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật và bánh ngọt thì lại hơi khác một chút nhá. Bánh sinh nhật thì chúng ta thêm từ sinh nhật, sinh nhật vào trước. Sinh nhật tảng cao là bánh sinh nhật nhá. Họ siêu thị, à, siêu thị 的时候或者周末我喜欢去超市啊或者喜欢跟朋友去超市买东西。嗯，各位thường thích đi siêu thị vào cuối tuần买东西，mua đồ, à, 买水果，mua hoa quả, 买牛奶, mua sữa, rất là nhiều thứ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang đoạn hội thoại. 我们一起读课文。好，在超市门口啊，过休息。啊，第一遍，那小刚和小丽当脑圈。我有点饿了，我有点饿了，我们进超市买点东西吧。好啊，这家超市的蛋糕又便宜又好吃，一块只要 2.99 元。我们买两块，回家吃着蛋糕看电视，怎么样？好啊，我再去买一些喝的。喝着咖啡吃蛋糕太好了。好，能懂吗？知道có hiểu được phần nào không nhỉ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc và dịch nhé. 我有点饿了。啊，有点，各位tính từ, có chút gì đó. 我有点饿了。啊, tôi hơi đói rồi. Có chút đói rồi. 我们进超市买点东西吧。进, có nghĩa là vào.Tiến vào, ví dụ như chúng ta có từ chỉnh chín, mời vào đúng không? 我们进超市, chúng ta vào siêu thị, 买点东西吧, à, mua chút đồ, đúng không nào? 买点东西吧, mua chút đồ đi. 好啊, được đấy. 这家超市, à, chúng ta có danh từ 超市, siêu thị, và lượng từ của siêu thị chính là 家, 家, 家 đây thì không phải có nghĩa là nhà đâu nhá, à, mà nó là lượng từ, mang nghĩa là cái siêu thị này.这家休息的啊，这家超市的蛋糕，bánh ngọt của cái siêu thị này làm sao? 又便宜又好吃，便宜便宜trái nghĩa với quê, à, rẻ, và 好吃là ngon, 又便宜又好吃, vừa rẻ vừa ngon, 一共只要 2.99 元, 嗯, tổng cộng, 只要几根, 2.99 tệ, đúng không nào? 我们买两块, chúng ta mua hai miếng, hai cái,回家吃着蛋糕看电视 về nhà ăn bánh ngọt xem TV 怎么样thế nào như thế nào好啊được đấy 我再去买一些喝的啊để tôi đi mua thêm một số đồ uống 一些喝的喝的啊là đồ uống rồi chứ ở đây chúng ta đã bị khuyết cái danh từ 喝的东西啊cái đồ để uống rồi đó 喝的嗯再đứng trước động từ dùng để gì nhỉ à để chỉ thêmLà hành động được thêm vào. 再去买一些喝的, à, mua thêm một vài đồ uống. 喝着咖啡吃蛋糕, uống cà phê ăn bánh ngọt, 太好了, à, tốt quá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem câu hỏi trong bài này là gì nhé. Rồi, đây chúng ta có hai câu hỏi. 小刚和小丽打算买什么? 小刚和小丽打算买什么? Tiểu Cương và Tiểu Lệ dự định mua gì?小刚和小丽回家后打算做什么？小刚和小丽回家后打算做什么？嗯 ，Tiểu Cương và Tiểu Lệ sau khi về nhà 回家了 về nhà và hậu là sau 回家后 sau khi về nhà 打算 dự định 做什么 làm gì？ Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng và trả lời câu hỏi nhé.
课文 3 在超市门口 Text 3 At the entrance of a supermarket 我有点饿了，我们进超市买点东西吧。好啊，这家超市的蛋糕又便宜又好吃，一块只要2.99元。我们买两块，回家吃着蛋糕看电视，怎么样？好啊。 我再去买一些喝的。喝着咖啡吃蛋糕，太好了。现在我们可以回答了，对吧？ 小刚和小丽打算买什么？他们打算买蛋糕和咖啡。好，中国小刚和小丽，他们啊，bọn họ。 打算 dự định mài tân cao hứa cà phê. À, bọn họ thì dự định mua bánh ngọt và cà phê, đúng không? Thì ở trên đây chúng ta thấy là câu đầu thì hai người là đã tả soạn là chỉnh trao sự mái điểm tông xị, à, đi siêu thị mua chút đồ. Và tiểu lệ thì có gợi ý là cái trở ra trao sự tàn cao dù phiền gì, dù hảo chứ. Bánh ngọt của cái siêu thị này thì vừa sao vừa rẻ và vừa ngon. Rồi, nhưng mà chưa dừng lại ở đây, không phải là họ chỉ muốn mua bánh ngọt thôi đâu, mà bên dưới họ còn muốn mua gì nữa nhở? À, zài mài yixie hè de, à, mua một chút đồ uống. Thế thì và tiểu cang còn nói là hè cà phê, hè zhe cà phê, chi dàn gao tài hào le, uống cà phê và ăn bánh ngọt thì thật là tốt, đúng không? Thế thì từ đó chúng ta có thể suy ra là hai bên đã soạn mài dàn gao hè cà phê. Hào, thứ hai chữ, xiao cang hè xiao li hồi gia hậu đã soạn zuo shen ma? Tiểu cương và tiểu lệ sau khi về nhà thì dự định làm gì? 他们打算回家后吃着蛋糕看电视. Bọn họ dự định là sau khi trở về nhà thì ăn bánh ngọt và xem TV, đúng không nào? Đây, chúng ta có thể thấy thông tin ở đây. 喝着咖啡吃蛋糕太好了, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài khóa số 4. Hảo, từ số đầu tiên, 年轻, 年轻 là tính từ trẻ tuổi nhé. Ví dụ như là 他很年轻. Anh ấy hay cô ấy rất là trẻ, đúng không? Nén. Nén thì là năm rồi, chúng ta đều biết rồi, năm hoặc là tuổi. Chiêng, bộ xa và ngang gập và bộ thù, nén chiêng. Chiêng thì là tính từ gì? Nhẹ. Nhẹ chúng ta đã học vào trong quyển 1, đúng không? Chỉ có xiang dựa hẳn chiêng, à, cái vali này rất là nhẹ, đúng không? Đây là từ chiêng. Nén chiêng thì chúng ta có tính từ tuổi trẻ. À, trẻ tuổi. Rồi, từ số 15, rần chân, tính từ rần chân là gì? Rất là chăm chỉ. Tha hẳn rần chân, cô ấy rất là chăm chỉ. Hay là tha yêu rần chân, yêu thông minh. Cô ấy vừa chăm chỉ và vừa thông minh. Từ rần chân thì chúng ta viết như thế nào đây? Chúng ta có bộ ngôn và bên cạnh là chữ rần để biểu âm. Từ chân. Chân có nghĩa là gì? Chân thật đấy. Ba gạch ngang bên trong, một gạch ngang dài và cuối cùng là vậy vậy. Chấm. Tiếp theo từ số 16, khách人. Khách人 là khách hàng. Khách là gì? Khách âm thanh Việt là khách, trong từ bú khách chỉ à, đừng khách khí, đúng không? Đừng khách sáo đấy. Rồi khách人, từ khách này thì cũng dễ thôi. Đầu tiên chúng ta có bộ miền này. Tiếp theo chúng ta có bộ phác hay là bộ phốc và cuối cùng là bộ khẩu. Nhân, khách人, khách hàng. Hảo. Cuối cùng là chúng ta có một cái danh từ riêng. Lý Xiao Ming, Lý Xiao Ming, Lý Tiểu Mỹ, tên riêng họ. À, Lý Xiao Mỹ, đối với chị thông mến, Lý Xiao Mỹ, Lý Tiểu Mỹ nhá. Họ, xin chào mến, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và dịch luôn nhá. Nín họ, à, chào anh. Nín chào sấy, anh tìm ai? Nì mến trợ, nì mến trợ là gì? Chỗ của các bạn. Sì bú sì, có phải là, yǒu yí gè, có một. 又年轻又漂亮的服务员, có một phục vụ vừa trẻ vừa đẹp. 我们这, chỗ của chúng tôi, 年轻漂亮的服务员, phục vụ trẻ và đẹp, 有很多, có rất nhiều. 他工作又认真又热情, cô ấy làm việc vừa chăm chỉ lại vừa nhiệt tình. 啊, 我知道了, à, tôi biết rồi. 你说的是 Lý Xiao Mỹ là à, Lý Xiao, Lý Xiao Mỹ ba. Người mà anh nói là Lý Tiểu Mỹ. Rồi. 课文 4. 在饭馆. Text 4.
In a restaurant. 您好，您找谁？你们这儿是不是有一个又年轻又漂亮的服务员？我们这儿年轻漂亮的服务员有很多。他工作又认真又热情。您能再说说吗？他总是笑着跟客人说话。啊，我知道了，你说的是李小美吧？嗯，客人要找谁？他怎么样？客人黑汉要找谁？门店埃他怎么样？哥哎，你听呐。好，这里熊大哥提来通电了，冲。像告诉嗨，你们这是不是有一个又年轻又漂亮的服务员？Chỗ của các bạn có phải là có một nhân viên vừa trẻ lại vừa đẹp? Thế thì suy ra là khách hàng yêu cầu một cái phục vụ viên, khách hàng muốn tìm một nhân viên đúng không? Ta làm thế nào? Cái nhân viên phục vụ này thì như thế nào nhỉ? Yêu niên xinh, yêu xinh đẹp, vừa trẻ lại vừa đẹp. Thế nên chúng ta có thể trả lời câu ta làm thế nào? Ta yêu niên xinh, yêu xinh đẹp, cô ấy vừa trẻ lại vừa đẹp. Hiện tại, chúng ta cùng học ngữ pháp.Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp. Ngữ pháp đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc yêu yêu mà chúng ta đã học được học ở phần từ mới nhé. Yêu yêu vừa vừa. Chỉ cái xí quá yêu ta yêu thiến. Quả dưa này vừa to vừa ngọt. Ngoài bên yêu hơi yêu lỏng. Bên ngoài vừa tối vừa lạnh. Phú ủ yến yêu niên xinh yêu hiệu lạng. Nhân viên vừa trẻ lại vừa xinh.他工作又认真又热情。Cô ấy làm việc vừa chăm chỉ lại vừa nhiệt tình. Được chưa nào? Phần này chúng ta chỉ ôn tập lại thôi cho nên là cô sẽ lướt nhanh. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Họ. À, 你们看. 这张图片里面的女孩. 你们猜她大概多大了? Nếu các bạn biết cô gái trong bức tranh này khoảng bao nhiêu tuổi rồi? 有的同学猜她十八九岁。Có những bạn thì đoán là cô ấy 18, 19 tuổi. Thậm chí là có những bạn là sai tha 16 tuổi. Tân sự, sử dị sang, tha ý dính 30 tuổi là. Nhưng mà thực tế thì cô ấy đã 30 tuổi rồi. Nà mà, nì mến khăn, chứ vây nữ hài dạy mấy ạ? Tha yêu, niên xinh, yêu, hiệu lạng, đúng không? Thế thì, cô gái này chúng ta có sử dụng cấu trúc yêu yêu thì chúng ta sẽ miêu tả như thế nào nhỉ? Tha yêu, niên xinh, yêu, hiệu lạng. Ở chỉ, tha sử dụng nữ diễn viên, so ý, tha yêu, niên xinh, yêu, hiệu lạng, yêu, dần mấy ạ? Lì hại, đều, và còn rất là giỏi nữa, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ... Rồi, chuyển sang phần luyện tập. Chỉ ra chào sư tớ tông xỉa. Phần luyện tập này thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc yêu yêu mà chúng ta vừa học xong để hoàn thành hoàn thành những cái câu văn này nhá. Rồi, ví dụ câu 1 này. Chỉ ra chào sư tớ tông xỉa. Đồ của cái siêu thị này làm sao nhỉ? Khi mà chúng ta nhắc đến cái đồ của siêu thị thì chúng ta thường quan tâm đến gì? Giá cả và chất lượng đúng không? Tôi bảo, chất lượng 怎么样? Rồi, giá cả 怎么样? Chỉ ra chào sư tớ tông xỉa. 怎么样? Chất lượng.又好，质量又好，然后价格又便宜啊，质量题 vừa tốt và vừa rẻ đúng không nhỉ？又好又便宜，懂的？作为便宜啦，rẻ nhá。好，câu hai呢？他做饭做得，他做饭做得怎么样？Anh ấy nấu cơm à như thế nào nhỉ？啊，怎么样？Nấu cơm làm sao nhỉ？啊，又好吃又快啊，vừa ngon lại vừa nhanh đúng không？hoặc là又好吃又好看，bên này thì cô đã điền đáp án là yêu khoai, yêu hảo chư, vừa nhanh lại vừa ngon. Có những bạn thì sẽ chọn là gì nhỉ? Yêu hảo chư, yêu hảo khan. Tức là đáp ứng được cả nhu cầu về sao? Thị giác và vị giác. Thị giác là hảo khan và vị giác là hảo chư. Nhìn đẹp và ăn ngon đúng không? Rồi cô ba. Ố xỉ hoan, chấm chấm, tờ y phủ. Ố xỉ hoan, tôi thích quần áo, y phủ quần áo. Thế thì các bạn thường thích quần áo như thế nào nhỉ? Lão sư 喜欢又便宜又好看的衣服. 那你们呢? 你们喜欢怎么样的衣服? Các bạn thì thích như thế nào nhỉ? Cô ấy thích là vừa rẻ lại vừa đẹp, 又好看又便宜. 但是, 中国人说, 不是, 中国人有句俗话说, 便宜没有好货, 好货不便宜. Nhưng mà người Trung Quốc thì thường có cái câu nói là gì nhỉ? 便宜没有好货, tức là rẻ thì không có đồ tốt.và hảo khổ, bù便宜. Và hàng tốt thì thường là không rẻ.
nhưng mà cũng tùy thôi. Đối với quần áo thì cô thấy là chúng ta cũng có thể là chọn được những cái đồ mà vừa rẻ và vừa đẹp. Nhưng mà đối với hàng mà chăm sóc sức khỏe chẳng hạn thì chúng ta không nên là chọn đồ rẻ nhá. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần ngữ pháp số 2. Đó là cấu trúc động từ trợ cộng với tân ngữ nếu có, cộng với động từ 2 và cộng với tân ngữ 2 nếu có. Chúng ta thấy cái từ trợ này có quen không nhỉ? Như ở đầu bài thì cô đã nhắc tới là là buổi hôm trước là chúng ta đã học trợ từ động thái trợ ở trong cái cấu trúc động từ cộng với trợ đúng không? Và để chỉ là gì nhỉ? Sự tồn tại đúng không? Sự tồn tại và nhấn mạnh trạng thái tĩnh của động tác đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ học vẫn là trợ từ động thái trợ thôi, nhưng mà nó nằm trong một cái cấu trúc khác và nó mang một cái ý nghĩa khác. Nó dùng để chỉ hai hành động xảy ra đồng thời, xảy ra song song. Đúng không nào? Tức là làm cái gì đó trong khi làm cái gì đó, hai hành động xảy ra song song. Ví dụ nhá, 弟弟吃着苹果写作业. 弟弟吃着苹果写作业. Ở đây chúng ta có hai hành động gì nhỉ? Hành động số 1 là hành động chư và hành động thứ 2 là hành động xỉa đúng không? Chư sân mơ, ăn thì có thể là ăn gì? Chư phiến của tân ngữ 1. Và xỉa thì xỉa sân mơ, xỉa dùa yê, ăn táo và làm bài tập. Đó thì chúng ta hai hành động này diễn ra song song, tức là làm bài tập, ăn táo trong khi làm bài tập thì chúng ta sẽ sử dụng cái chữ trợ này. Tì tì chư rỡ phiến của xỉa dùa yê, ăn táo trong khi làm bài tập, được chưa nào? Câu 2, Châu Xiên Sơn hờ Châu Thái Thái dùa trợ khăn tiên sử. Châu Xiên Sơn hờ Châu Thái Thái dùa trợ khăn tiên sử. Rồi, trong câu này thì chúng ta có hai động từ gì nhỉ? Động từ đầu tiên là động từ dùa, được chưa nhỉ? Dùa thì không có tân ngữ ở đây, vì thế mà chúng ta sẽ cộng luôn với trợ, dùa trợ.然后动词số 2, hành động số 2 là khăn, khăn sơn mơ, xem gì nhỉ? Xem TV, khăn tiên sử. Đó, thì tức là Châu Xiên Sơn hờ Châu Thái Thái, ông Châu và bà Chu, ông Chu và bà Chu, hai vợ chồng này thì làm sao nhỉ? Ngồi xem TV, tức là hai hành động diễn ra đồng thời, ngồi và xem TV. Đúng nào? Thì thay vì cái ngồi thì chúng ta cũng thường có là gì nhỉ? Chăn trở, khăn tiền sợ, cũng có thể là đứng để xem TV đúng không? Đúng nào? Đó. Nếu mà là đứng thì chúng ta sẽ thay động từ chùa bằng động từ chăn. Hôm trước chúng ta học động từ chăn bên trên rồi. Biết như nào nhỉ? Chăn, đứng thẳng đúng không? Vì thế mà sẽ có bộ lập. Và bên phải thì sẽ là từ để biểu âm, được chưa? Từ này đọc là chăn, có nghĩa là đứng. Họ chăn trở khăn tiên sự, tức là đứng xem TV. Hay là chăn trở giảng hoa, đứng và nói. Thì chúng ta có hai hành động đứng và hành động nói, đúng không nào? Rồi câu 3, hẳn tua rấn ná trở xiên hoa chăn dài mấn khẩu. Đây chính là cái động từ chăn này bên trên đây. Hẳn tua rấn ná trở xiên hoa chăn dài mấn khẩu. Hành động đầu tiên chúng ta có hành động ná, tức là cầm. Ná sấn mơ, ná xiên hoa. Họ ná trở xiên hoa, ra hô chăn dài mấn khẩu, và đứng ở, chăn dài mấn khẩu, đứng ở cửa, đúng không nào? Câu 4 nào, ta tổng sử xiao trở gân khờ rấn sô hoa, ta tổng sử xiao trở gân khờ rấn sô hoa. Động từ 1 ở đâu nhỉ? Động từ xiao, đúng không? Cười, xiao trở gân khờ rấn sô hoa, sô hoa. Động từ 2, hảo, xiao trở gân khờ rấn sô hoa, tức là luôn luôn tươi cười khi mà nói chuyện với khách hàng. Đó thì hành động 1 là hành động tươi cười, và hành động 2 là hành động nói chuyện với khách hàng. Hay là hiện tại giáo sư xiao trở giảng khờ, đúng không? Bây giờ là cô đang cười và giảng dạy cho chúng ta, đúng không? Đó cũng là hành động xảy ra song song và đồng thời. Thì chúng ta nhớ là sử dụng cấu trúc này nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc chữ trợ vừa học để hoàn thành câu sau. Họ, 我喜欢听着歌. Ở đây chúng ta có động từ gì nhỉ? Thinh cưa. Thinh cưa là nghe nhạc đấy. Thinh cưa hoặc là thay cưa bằng thinh yinyue cũng có nghĩa là nghe nhạc nhá. Cưa là gì? Cưa là bài hát. Tôi thích nghe nhạc và làm gì nhỉ? Thường là chúng ta thường nghe nhạc và làm những cái hành động gì nhỉ? Rất là nhiều đúng không? Hay câu 2, 我们不能, chúng ta không không thể. Khai trưa là lái xe nhá. Khai trưa lái xe ô tô á, được chưa nào? Còn nếu mà chúng ta đi xe máy hoặc là đi loại xe hai bánh á, thì chúng ta sẽ sử dụng động từ chí nhá. Chí là động từ cưỡi, được chưa? Hay là đi đấy, đi xe đạp đấy. Còn lái xe ô tô thì chúng ta sẽ sử dụng động từ khai nhá, khai trưa, lái xe ô tô. Họ, 我们的老师, giáo viên của chúng tôi làm sao nhỉ? 上课 động từ lên lớp hay là đi dạy đúng không? Đó, thì chúng ta đầu tiên chúng ta đến với câu 1 nào. 我喜欢听着歌. Các bạn thì thường thích là
Một bên nghe nhạc và một bên làm gì nhỉ? À, 我喜欢听着歌做饭. À, còn cô thì thích là gì? À, vừa nghe nhạc vừa nấu cơm. 听着歌做饭. À, 做饭 thì chúng ta có thể gì? À, chúng ta còn nhớ là viết như thế nào không? Rồi, bộ phốc. Fan thì có bộ thực và chữ phản là biểu âm, được chưa? 做饭 nấu cơm. Còn bạn này bạn thích 听着歌学习. À, học. Có nhiều bạn thì 喜欢听着歌学习 汉语. À, học tiếng Trung. Hay là 听着歌洗衣服, giặt quần áo, đúng không nào? Rồi câu 2, 我们不能 chấm khai车, chúng ta không thể làm gì trong lúc lái xe nhỉ? 我们不能玩手机, 玩着手机开车, đúng không? 玩着手机开车, trong lúc lái xe chúng ta không thể là chơi điện thoại, đúng không? Nghịch điện thoại, hả? 我们的老师, 怎么上课? Thầy giáo của các bạn thường làm gì khi giảng dạy nhỉ? 笑着上课, à? Vừa cười, à, tức là tươi cười khi mà giảng dạy đấy. 笑着上课. Hay là 我们的老师拿着手机上课, à, cầm điện thoại trong cái lúc mà dạy học, đúng không nào? Hay là nghịch điện thoại trong cái lúc dạy học. 现在我们一起做练习. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập nhé. 练习 1. 朗读下列短语和句子. Đọc những đoạn và câu sau. Từ đầu tiên, 总是. Cứ hay là luôn. 总是下雨. Mưa suốt thôi. 总是笑, cười suốt. 总是不高兴, cứ không vui. 他总是笑着跟客人说话, cô ấy luôn luôn cười khi nói chuyện với khách hàng. Từ số 2, 回答, trả lời. 回答问题, trả lời câu hỏi. 笑着回答, vừa cười vừa trả lời. 没回答对, không trả lời đúng. 他总是笑着回答老师的问题, cô ấy luôn cười khi trả lời câu hỏi của thầy giáo hay cô giáo. Từ số 3, ưa, đói, khẩn ưa, rất đói. Ưa là, đói rồi. Bú ưa, không đói. Ủa yếu tiểu ưa là, tôi hơi đói rồi. Từ số 4, nén chinh, trẻ, khẩn nén chinh, rất trẻ. Bú nén chinh, không trẻ. Nén chinh rến, người trẻ tuổi. Ủa mến trợ nén chinh, phèo lèng đà phú ủ yến, yếu khẩn tố. Ở đây chúng tôi có rất nhiều. Ở đây nhân viên của chúng tôi đều trẻ và đẹp. Từ cuối cùng, 照片, bức ảnh. 一张照片, một bức ảnh. 谁的照片, ảnh của ai. 照片很漂亮, ảnh rất đẹp. 这是你们比赛的照片吗? Đây là ảnh khi các bạn tham gia cuộc thi à? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng và đọc theo nhé. 练习 1. 朗读下列短语和句子. Exercise 1. Read the following phrases and sentences aloud. 一, 总是, 总是下雨, 总是笑, 总是不高兴, 他总是笑着跟客人说话. 二, 回答, 回答问题, 笑着回答, 没回答对, 他总是笑着回答老师的问题. 三, 饿, 很饿, 饿了, 不饿, 我有点饿了. 四, 年轻, 很年轻, 不年轻, 年轻人, 我们这儿年轻漂亮的服务员有很多. 五, 照片, 一张照片, 谁的照片? 照片很漂亮. 这是你们比赛的照片吗? 练习 2. 选择恰当的词语填空. Bài 2. Chọn đáp án chính xác và điền vào chỗ trống. Ở đây chúng ta có các đáp án bỉ sai, cuộc thi. 超市, siêu thị. 客人, khách hàng. 饿, đói. 认真, chăm chỉ. Câu 1. 快到了, 快去洗水果. 2. 工作到下午三点的时候, 我常常很.
八，这个孩子工作的时候很。大家全都喜欢他。高文，这是什么？你能给我介绍一下吗？那我下楼去买点东西。好。你们做完了吗？các bạn đã làm xong chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm vài chữ nhé. Câu 1. Khoai đào là sắp tới rồi. Khoai xì xì xuấy của. Mau đi rửa hoa quả. Cái gì sắp tới rồi nhỉ? Chắc chắn là khờ rến khoai đào là khách sắp tới rồi. Khoai xì xì xuấy của. Mau đi rửa hoa quả đi. Câu 2. Công dụ đào xà ủ sáng điện ở sứa hồ. Khi làm việc tới 3 giờ. 3 giờ này là 3 giờ chiều nhé. Xà ủ sáng điện. Ủa tráng tráng hẳn. Tôi thường rất. Rất làm sao nhỉ? Làm việc thì phải là rất đói đúng không? Ủa tráng tráng hẳn ưa. Tôi thường rất đói. Rồi câu 3. Trời cả hái giữa công dụ đào xà hồ hẳn. Cái đứa bé này. Khi làm việc thì rất. Rất làm sao nhỉ? Ta gia chuyến đâu xỉ quan tha. Mọi người đều thích cậu ấy. Thế thì bạn ấy phải làm việc rất là chăm chỉ đúng không? Rên chân. Hảo. Câu 4. Trơ sư sân mơ. Bỉ sai. Đây là cuộc thi gì? Sau sân mơ thì chúng ta cần một danh từ. Nì nâng cái ủa chia sao ý xa mơ? Bạn có thể giới thiệu cho tôi được không? Rồi câu 5. Ủa xa lâu chư. Chào sở mái tiện đông dịa. Đi mua đồ thì phải đi chào sở đúng không? Mua siêu thị. Tiếp tục là phần điền từ. Ở đây chúng ta có 5 từ nén chí, năm hay là cấp, trào phiền, ảnh, tàng cao, bánh ngọt, tổng sự, luôn luôn, nỗ lực, cố gắng. Câu 6. Nì zem mà hay khan điện sở? Bộ, xuyên xí. Zem mà nâng trào đào hào công dụ nâ? Wo chỉ khan lờ bàn gờ xào sứ. 7. Zhe zhang, sư shen mơ sơ hậu đào? Sư wo mà mà xào sứ hậu đào? 8. Zem mà, xào sư giao? 我工作太累了，起得早，睡得晚。请，这位老人是谁？他是我一时的老师，现在已经70岁了。喂，您买几块？两块。Ở đây từ mãi, bị viết nhầm thành từ lái rồi. Chúng ta tự sửa cho cô nhé. 好，同学们做完了吗？các bạn làm xong chưa nhỉ？Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài nhé. Câu 6. Ní giờ mà hay khan điện sở? Sao con còn xem TV? Bộ. Nỗ lực xuyên xí. Không, nỗ lực học tập đi. Giờ mà nâng trò tỏ hào công dụ nào? Làm sao mà có thể tìm được công việc tốt được? Công dụ là công việc. Hào công dụ là một công việc tốt. Trò tỏ, tìm thấy. Trò tỏ hào công dụ, tìm thấy một công việc tốt. Câu 7. Trở trang. Trang là lượng từ của bức ảnh, đúng không? Trò hiện, bức ảnh này. Sư sấn mơ sở hồ đỏ. Là lúc nào thế? Sấn mơ sứ hồ là khi nào hay là lúc nào? B. Sư wo mama xiao sứ hồ đỏ. Là mẹ tôi lúc còn nhỏ. Xiao sứ hồ là khi còn nhỏ. Câu 8. Zem mơ? Zổng sư xiang sư giao. Sao mà cứ suốt ngày muốn ngủ vậy? Wo công dụ thay lây là. Công việc vất vả quá, công việc mệt quá. Chỉ tớ dọ. Dậy sớm, suy tớ hoạn, ngủ muộn. 9. Chư vị lão rân sư sấy? Cái người lớn tuổi này là ai? Tha sư ổ, y nén chí sư tớ lão sư. Cô ấy hay là, bà ấy là giáo viên hồi năm nhất của tôi. Xin giải ý chinh, chi sư sư lão. Bây giờ đã 70 tuổi rồi. 10. Nín máy chỉ khoai, tảng cao. Anh hay là chị mua mấy miếng mấy ngọt? Lẻng khoai. 2. Rồi tiếp theo là phần đọc những cái từ bên dưới và đoán nghĩa của từ mới ghép được nhé. Ví dụ từ đầu tiên chúng ta có hai từ cũ là từ hậu với là tốt. Và khái dựa là danh từ là con hay là trẻ em. Thế thì ghép lại chúng ta có từ hậu khái có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là một đứa trẻ ngoan đúng không? Một đứa trẻ ngoan. Rồi tiếp theo là chúng ta có từ zuo và từ khờ rấn. Zuo là làm. Khờ rấn là khách đúng không? Thế thì zuo khờ có nghĩa là gì nhỉ? Là tới làm khách đấy. Tiếp theo, chúng ta có tính từ xin xiên là tươi hay là mới. Và danh từ hoa có nghĩa là bông hoa hay là hoa đấy. Ghép lại chúng ta có từ xiên hoa có nghĩa là gì nhỉ? Hoa tươi đúng không? Xiên hoa, hoa tươi.
Rồi tiếp theo sẽ là phần huân và tá. Phần này chúng ta sẽ ôn tập cấu trúc yêu yêu. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc yêu yêu để trả lời những câu sau. Ở đây thì cô đã trả lời mẫu cho chúng ta rồi. Ví dụ nhé, câu 1. Nǐ xǐ huān nǐ de lǎo shì me? Wèi shěn me? Bạn có thích giáo viên của bạn không? Wèi shěn me? Tại sao? Cô trả lời là wǒ xǐ huān wǒ de lǎo shì nǎi. Yīn wèi wǒ de lǎo shì yǒu rè qíng yǒu lì hài. Bởi vì giáo viên của tôi thì yêu rè qíng, vừa nhiệt tình, yêu lì hài lại vừa giỏi giang. Rồi câu 2. Nǐ xǐ huān nǐ zhù de dì fāng me? Wèi shěn me? Bạn có thích nơi bạn sinh sống không? Tại sao? Wǒ xǐ huān yīn wèi zhè lǐ yǒu an jìng yǒu gān jìng. Tôi thích tại vì là ở đây thì yǒu an jìng, vừa yên tĩnh, và yǒu gān jìng, và vừa sạch sẽ. Rồi câu 3. Xiù xì de shì hòu là lúc nghỉ ngơi. Nǐ xǐ huān xù nǎ? Bạn thích đi đâu? Wèi shěn me? Tại sao? Xiù xì de shì hòu wǒ xǐ huān xù kān diàn yǐng yǒu jīng jiè yǒu qīng sōng. Lúc nghỉ ngơi thì tôi thích đi xem phim. Jīng jiè thì từ này có nghĩa là kinh tế và cũng có nghĩa là tiết kiệm đấy. Yǒu jīng jiè yǒu qīng sōng tức là vừa rẻ vừa tiết kiệm là yǒu qīng sōng, lại vừa rất là thoải mái, hoặc là chúng ta có thể dùng là yǒu shū fù cũng được. Rồi câu 4. Nǐ chāng xù nǎo ge fàn diàn chī fàn? Nǎo ge fàn diàn, không muốn lưỡi nhá. Ở đây thì chúng bị gõ nhầm rồi. Nǐ chāng xù nǎo ge fàn diàn chī fàn? Bạn thường tới cái quán nào để ăn cơm và tại sao? Wǒ chāng jiào wài mài. Ở đây thì cô trả lời là cô thường là gọi đồ ăn ngoài cơ, chứ cô không bù chú xù chī fàn, không ra ngoài ăn cơm đâu. Yīn wèi zhè yǎng yǒu kuài yǒu piān yǐ. Tại vì như thế thì yǒu kuài vừa nhanh lại vừa piān yǐ vừa rẻ. Chúng ta có từ wài mài là đồ ăn ngoài nhá, và jiào wài mài có nghĩa là gọi đồ ăn ngoài. 5. Nǐ de hǎo péng yǒu shì shěi? Bạn tốt của bạn là ai? Tā shì shì shěme yǎng de rén? Anh ấy hay là cô ấy là người như thế nào? Wǒ de hǎo péng yǒu shì jiāng měi. Bạn tốt của tôi là Jiāng Mi. Tā shì yī ge yǒu cóng míng yǒu piào liàng de nǔ huái zì. Cô ấy là một cô gái vừa thông minh, yêu piào liàng, vừa đẹp. Rồi, nǐ xǐ huān xù shāng diàn máy yī fù, hái shì xǐ huān shàng wǎng máy yī fù? Bạn thích xù shāng diàn tới cửa hàng máy yī fù mua quần áo, hái shì hay là xǐ huān shàng wǎng máy yī fù, hay là thích mua quần áo trên mạng? Wǒ xǐ huān xù shāng diàn máy yī fù. Tôi thích tới cửa hàng mua quần áo. Zhè yǎng yǒu néng kàn yǒu néng shì. Bởi vì như vậy, yǒu néng kàn vừa có thể nhìn này, vừa có thể thử này, shì là động từ thử nhá. Shì. 今天的课在此结束，大家记得好好复习。我们下一课再见，拜拜。